Bất diệt Long Đế chương 3488, lại động nửa thử xem. Thực ra tại trường còn có hai người mạnh hơn Mạc Hiểu Thiên một chút, nhưng sau khi thấy thảm trạng đó của Mạc Hiểu Thiên, hai người đều trầm mặt. Lục Ly vốn là người ngoài, lại ngông cuồng như thế, thân là người hàng triều hải vực, hẳn nên đứng ra lấy lại mặt mũi. Nhưng sau cùng hai người vẫn không đi ra, bởi vì bọn hắn không thù không oán với Lục Ly, lại cũng không có ý nghĩ gì với tượng Linh Lung. Trên người lục ly có quá nhiều biến số, một thân một mình mang đám người kỳ đinh đông ra khỏi tiểu thế giới, bản thân chuyện này đã là thần tích. Trước kia ở không gian thành lục ly nhận sợ, bọn hắn không cảm thấy gì, nhưng giờ bỗng chốc lộ ra chiến lực mạnh mẽ như thế, tứ kiếp sơ kỳ lại nhẹ nhàng chiến thắng mặt hiểu thiên, bọn hắn tự nhiên sẽ có điều cố kỵ. Lục ly đợi dây lát, xác định không người nào đi lên, lúc này mới trầm giọng nói. Ta chỉ vào đây lĩnh hội pháp trận chân ý, không muốn có xung đột với bất kỳ ai mọi người vào đây cũng phải tranh thủ thời gian hy vọng sau này chúng ta ở chung hòa bình như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người còn nữa sau này ra ngoài ta sẽ lập tức đi tử dương đại lục bởi thế mọi người không cần quá lo lắng sẽ không xảy ra chuyện mà các ngươi đang tưởng tượng đâu lời lục ly tuy không quá rõ ràng nhưng ý tứ muốn biểu đạt thì ai cũng rõ hắn không theo đuổi tượng linh lung rời khỏi đây sẽ lập tức đi ngay sau này không còn bất kỳ liên quan nào với tượng linh lung nữa. Chúng nhân nghe vậy liền thoải mái, chỉ riêng tượng linh lung là thoáng biến sắc. Lục Ly nói vậy chẳng khác gì hắn không quan tâm gì tới nàng cả. Mỹ nữ là động vật rất thần kỳ, nguyên một đám vây quanh nàng, nàng cho rằng đấy là điều đương nhiên, nhưng nếu có người hận không thể hất văng nàng như hất một đống phân chó, tránh nàng như tránh rắn rết, trong lòng nàng sẽ rất khó chịu. Hừ. Thế nên nàng lạnh lùng hừ một tiếng, mở miệng nói. Lục sát thần, ngươi đừng đề cao mình quá. Ha ha ha. Lục ly bật cười ha hả, chấp tay về phía tượng linh lung tỏ ý xin tha, sau đó phi thân lao xuống, tiếp tục ngồi xếp bằng nhắm mắt an tọa trước mặt bàn cờ. Kỳ đinh đông thấy thần niệm chúng nhân vẫn giỏi theo bên này bèn khua tay nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Các ngươi rảnh quá nhỉ. Vào đây một lần không dễ dàng, ai còn gây sự đừng trách ra ngoài ta nói với Gia Gia, hủy bỏ tư cách lần sau. Kỳ đinh đông tức tối bay đến bên vách đá, đám người còn lại không còn dám gây chuyện nữa, dùng dập tìm nơi lĩnh hội pháp tắc chân ý, rất nhanh, sơn cốc an tĩnh trở lại, về phần hai người triệu trùng và mặt hiểu thiên thì đã không còn mặt mũi đi vào. Có đi vào cũng đánh không lại người ta, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lục Ly tiếp tục tham ngộ bí thuật linh hồn ẩn giấu trong bàn cờ, bởi không người quấy rầy, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại nửa tháng đi qua hôm nay bên ngoài một nhóm người khác lại tới là bọn tượng bạch nha và kỳ thiên ngữ người kỳ gia và tượng gia cũng đi theo sau khi tiến vào kỳ thiên ngữ không thốt nửa lời thậm chí thần niệm cũng không thăm dò lục ly chỉ đảo mắt nhìn thoáng qua tượng linh lung sau đó một mình đến trong góc bắt đầu tham ngộ mạc hiểu thiên và triệu trùng không cùng vào theo cũng không biết đã đi đâu người tượng gia kỳ gia và mấy tên con em lão ma lần lượt chia nhau tìm nơi tìm tu có hai người đi đến chỗ Lục Ly, hắn không mở mắt, khóe miệng lại hơi có chút đắng chát. Bởi vì hắn cảm nhận được địch ý, trên thân hai người này đều mang theo một tia địch ý và sát ý nhàn nhạt. Hai người này không phải người kỳ gia, cũng không phải người Tượng gia, hẳn là công tử hai đại gia tộc, hay là con cháu lão ma nào đó. Hai người này một kẻ ngủ kiếp hậu kỳ, một kẻ ngũ kiếp trung kỳ, cả hai đều không quen không biết Lục Ly, lại nảy sinh sát ý với hắn, rõ ràng cũng là do kỳ thiên ngữ sai khiến. Sau khi đi vào, hai người kia đều giả bộ không nhìn lục ly mà nhìn về phía bàn cờ, một người còn vờ vịt đưa tay đi lấy quân cờ. Lúc tay người kia sờ lên quân cờ, lục ly đột nhiên mở mắt, bởi vì khi này sát cơ trên thân người đó đột ngột tăng vọt. Hưu Gần như đồng thời, hai người cùng lúc lấy ra binh khí, một người lấy ra một chiếc tiểu đỉnh, người còn lại lấy ra một thanh trường đao, hai người một trái một phải mảnh công về phía lục ly. Trường đao mang theo sát khí, thanh đao này hẳn dụng không ít tiên huyết, sát khí đặc biệt nồng đậm, trên lưỡi đao còn có từng đạo hồng quang lưu chuyển, rõ ràng là dị bảo, người này vừa ra tay đã dùng sát chiêu, cảm giác như là chân ý hệ kim hệ, lực lượng vô cùng cường đại. Tiểu đỉnh trong tay người còn lại cũng là trọng bảo, trên đỉnh lấp lánh phù văn, miệng đỉnh có khí lưu màu trắng khuếch tán, mang đến cho người cảm giác đè nén dị thường. Hừ! Lục ly phát nộ, hai người này vừa đến đã động sát chiêu, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn tính cách lục ly trước nay luôn là gặp mạnh càng mạnh nếu ai muốn lấy mạng hắn vậy thì có là cha của thiên vương cũng đánh trước rồi tính hắn tức tốc phóng thích bác long thuật và thiên giáp thuật một tay lấy ra nhuyễn kiếm một tay lấy ra thần thiết nhuyễn kiếm tấn công người cầm chiến đao thần thiết thì đi ngăn trở tiểu đỉnh oanh thần thiết và tiểu đỉnh đụng nhau tiếng trầm muộn nổ vang sóng khí khủng bố khuếch tán ra khiến cho thần văn xung quanh sáng lên quang mang vạn trượng. Nếu không phải nơi này có thần văn, e là cả một vùng xung quanh đều bị sang thành bình địa. Đầu bên kia, chiến đao mang theo lực lượng vô cùng khủng bố lại không bổ lên thân lục ly, bởi vì công kích linh hồn của lục ly nhanh hơn chiến đao một nhịp, yêu hồn trong linh hồn người này lại không quá cường đại, bởi thế chỉ chớp mắt liền trúng chiêu. Hay! Lục ly lần nữa quán chú thần lực vào thần thiết, không chút do dự trở tay nện tới, nháy mắt liền đã nện lên đầu vỏ giả tay cầm trường đao, trên đầu người này lập tức phù hiện mũ giáp che chắn, đáng tiếc mũ giáp trụ không được, cứ thế bị nện nát. Hưu! Bên kia, tiểu đỉnh lại bay tới, lục ly lại không quản tiểu đỉnh, thần thiết lần thứ ba sáng lên, đang định tiếp tục nện lên đầu người cầm chiến đao. Mũ giáp của người này đã vỡ tan, đầu nứt ra, chỉ cần nện thêm lần nữa, đầu hắn trắng trắng nổ tung. Dừng tay! Lục sát thần dừng tay! Ngươi dám. Kỳ thiên ngữ và mấy người khác đồng thanh quát lớn, vốn mấy người kia không lên tiếng, lục ly còn có thể lệch đi chút ít, đánh trọng thương người này thôi, nhưng kỳ thiên ngữ vừa hô, lục ly lập tức nổi giận, vung lấy thần thiết trùng trùng vỗ xuống. ầm! Uhm. Một tiếng đổ vang trầm muộn, đầu người kia nổ tung, thần niệm đám đông quét đến, phát hiện đầu người kia không còn, trong mắt hiện đầy vẻ không dám tin tưởng, ai có thể tin lục ly thật giết người ánh mắt tượng linh lung và kỳ đinh đông cũng không giấu được vẻ kinh ngạc thần niệm các nàng quét đến thấy lục ly sau khi giết người gần như không chút do dự vung quyền ngạnh kháng tiểu đỉnh sau đó thân hình như cuồng long vút đến người kia bởi vì đang phóng thích bát long thuật thế nên khí huyết lục ly thịnh vượng dị thường cộng thêm vừa nãy mới quyết đoán ra tay giết người khí thế như rồng khiến ai nấy đều cảm thấy lục ly không giống thanh niên mà càng giống lão ma giết người như ngoé ông lục ly khoái tốc áp sát người kia, nhuyễn kiếm rung rung, linh hồn người này mạnh hơn một chút, nhưng cũng trúng chiêu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Người kia thấy sát khí đằng đằng trong mắt lục ly, vội theo bản năng kinh hô. Thiên ngữ công tử, cứu ta. Kỳ thiên ngữ không thể không động, bởi vì hai người này là do hắn sai khiến, nếu hắn bất động, sau này làm gì còn uy vọng ở hàng triều hải vực nữa. Hắn tung mình lao đến, giận dữ hét. Lục sát thần, ngươi lại động nữa thử xem. Có tin ta khiến ngươi chết không chỗ chôn không? Lục ly đoán không sai, không chỉ hai người này, triệu trùng trước đó cũng là do kỳ thiên ngữ sai kiếm, mục đích chính là thử thăm dò thực lực, thuận tiện chọc giận lục ly. Con người kỳ thiên ngữ tính cách cuồng ngạo, thế hệ trẻ tuổi ở hàng triều hải vực gần như không có ai dám đắc tội hắn, lục ly là kẻ duy nhất dám đánh mặt hắn. Tượng Linh Lung bị hắn coi là vật trong bàn tay, hắn tuyệt đối không dung bất cứ kẻ nào chen vào. Rất nhiều người cũng cảm thấy sau này Tượng Linh Lung nhất định sẽ gả cho hắn, bởi thế ở trong mắt Kỳ Thiên Ngữ, chuyện Tượng Linh Lung ở lại quá đêm trong trang viên Lục Ly chính đang là hung hăng đánh mặt mình. Vốn Lục Ly sắp phải rời đi Tử Dương Đại Lục, Kỳ Thiên Ngữ đã không để việc này trong lòng. Khăng khăng Lục Ly tự mình muốn tìm chết, vào trong đạo thiên giới, lấy tâm tính Kỳ Thiên Ngữ, há lý nào lại chịu để yên. Huống chi lần này Tượng Linh Lung cũng tiến vào, Kỳ Thiên Ngữ quyết định phải hung hăng giáo huấn Lục Ly một phen để tượng linh lung tận mắt chứng kiến đứa mà nàng yêu thích phế vật đến cỡ nào. Vốn kỳ thiên ngữ không có ý định đích thân động thủ, hắn thấy chỉ cần an bài mấy người là đủ rồi. Nói thế nào Lục Ly cũng từng cứu mạng đám người kỳ đinh đông, tính là ân nhân của kỳ gia, hắn mà xuất thủ đánh chết Lục Ly, truyền đi ra không dễ nghe. Chỉ là lúc này hắn không thể không ra mặt, Lục Ly đã giết một người của hắn, nếu người kia cũng bị giết, hắn mà còn không ra mặt, sau này còn gì là thanh danh. Hắn chợt quát một tiếng, vốn tưởng lục ly sẽ dừng lại, ai ngờ lục ly căn bản không để ý, sau khi phóng thích thần âm pháp tắt, lập tức vung lên thần thiết hung hăng nện tới đầu người kia. Quanh! Chớp mắt, người kia bị nện bay, đầu rơi máu chảy, cũng may khả năng phòng ngự của người nọ còn không sai, vẫn chưa chết, chỉ là đã trọng thương. Tìm chết! Kỳ thiên ngữ giận tím mặt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, lục ly lại căn bản không để ý lời hắn, còn thẳng nhiên tiếp tục hành hung. Trong mắt hắn bùng lên sát khí, một chiếc hồ lô màu đỏ tí hiện lên trong tay, trên hồ lô màu đỏ tía khắc đầy thần văn và phù văn, vừa thúc giục lập tức sáng lên quang mang vạn trượng, hắn cứ thế khống chế hồ lô đỏ tía khoái tốc lao về phía lục ly. Tử hỏa hồ lô Nhìn thấy hồ lô, kỳ đinh đông không khỏi biến sắc, tức tốc bay lên, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, miệng quát. Thiên ngữ ca, ngươi nhìn xem đây là gì? Gia Gia ta nói, không được giết lục sát thần, đây là mệnh lệnh. Kỳ Đinh Đông lấy ra lệnh bài nhị trưởng lão đưa cho, lệnh bài này đại biểu cho nhị trưởng lão đích thân tới, ở Kỳ Gia rất có sức uy hiếp. Chỉ là Kỳ Thiên Ngữ quét nhìn Kỳ Đinh Đông một cái, lại căn bản không để ý, tiếp tục khống chế hồ lô bay đi. Lục sát thần cẩn thận. Kỳ Đinh Đông cuốn lên, truyền âm cho Lục Ly nói. Tử hỏa hồ lô này là một kiện dị bảo, là bảo vật được một vị lão tổ trong tộc tế luyện qua, tử hỏa trong đó rất khủng bố, người mau tránh ra. Lục Ly vốn định tránh né, nhưng nghe đến hỏa diễm hắn liền không mấy cố kỵ, cứ thế tung mình lướt đến, tiếp tục phóng về phía tên võ giả khi nãy, vung mạnh thần thiết âm ầm nện xuống. Hô hô! Hồ lô đỏ tía đã tới sau lưng Lục Ly, miệng hồ lô mở ra, một đạo hỏa diễm phun trào, đánh thẳng lên lưng Lục Ly. Hỏa diễm vừa xuất hiện, Nhiệt độ trong vấn đạo cốc chợt tăng cao. Áo bào trên thân Lục Ly bùng lên liệt hỏa hừng hực, áo bào một người khác cũng cháy lên hỏa diễm, Song Kỳ Thiên Ngữ đã không rảnh để ý, bởi vì Lục Ly sắp nện chết người của hắn. Oanh. Thần thiết trong tay Lục Ly ầm ầm nện lên đầu người kia, đầu người kia tức thì nổ tung, đồng thời với đó, cả người Lục Ly cũng bị hỏa diễm bao phủ. Cái này, không chỉ mỗi Kỳ Thiên Ngữ mà toàn trường đều không khỏi chấn kinh bọn hắn đều nghe nói qua về tử hỏa hồ lô phải biết hỏa diễm này có thể đốt chết cả cường giả ngũ kiếp thế nhưng lục ly trừ quần áp bị thiêu hủy ra thì đến quần gia thú đều vẫn còn nguyên nhục thể không chịu bất cứ tổn hại nào thậm chí làn da còn sáng bóng như thường thực ra nhục thân lục ly còn chưa mạnh đến mức đó thêm chốt là vì năng lực kháng lửa của nhục thân hắn quá mạnh thường niên thối thể trong hỏa diễm đoạn thời gian ở xí viêm đảo khiến kháng tính với hỏa diễm được đề thăng cực lớn hiện tại gần như trực tiếp miễn dịch với hỏa diễm. Hưu Lục ly lao vút lên, tượng linh lung và kỳ đinh đông vội dời mắt theo, trong tay lục ly hiện ra một chiếc áo choàng phủ lên che người, sau đó đứng song song đối diện với kỳ thiên ngữ, mắt lạnh nhìn đối phương, gằn giọng nói. Thiên ngữ công tử, ngươi đây là có ý gì? Hai người này muốn giết ta, ta giết bọn họ, sao ngươi lại ngăn cản? Còn định tấn công ta? Nói thế nào ta cũng tính là người có ơn với kỳ gia các ngươi. Ngươi đây là muốn lấy oán báo ân. Trong mắt Kỳ Thiên ngữ như muốn phun lửa, chỉ là Lục Ly nghĩa chính ngôn từ, hắn không thể lập tức động thủ, đành cố nén lửa giận trong lòng, nói: Hai người này là bằng hữu của ta, dù bọn hắn có gì đó không hợp với ngươi, ngươi giáo huấn một trận là được rồi, cần gì phải động thủ giết người. Ta mở miệng ngăn trở, ngươi vẫn cứ khư khư cố chấp, có phải ngươi không để ta vào trong mắt Ha ha ha. Lục Ly bật cười ha hả, thần sắc dẻo cợt nói: Thế nào gọi là không hợp? Ta không quen không biết hai người này, bọn hắn lại vừa chạm mặt đã trực tiếp ra tay, còn là sát chiêu đòi mạng. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ ngoan ngoãn chờ chết? Tính cách lục sát thần ta luôn là như vậy, ai muốn giết ta, ta mặc kệ hắn có là cha của thiên vương hay không, cứ giết cái đã. Lục Ly khí thế toàn thịnh sát khí đằng đằng, lời nói âm vang có lực, khiến người cảm thấy như là sát thần thực sự. Cũng cho tượng linh lung và kỳ đinh đông kiến thức đến một mặt khác của hắn, khiến ánh mắt hai người bất giác sáng lên. Bình thường tượng linh lung và kỳ đinh đông toàn là tiếp xúc với một ít công tử ca, đa phần là hạng hoa trong nhà kính, túi da nhìn rất đẹp, lại không trải qua mưa dập gió vùi, không có được khí chất dũng mãnh như thế này. Loại võ giả quật khởi từ rễ cỏ như lục ly, tuy không quý phái như đám công tử ca, lại có một phen khí chất đặc thù khiến người nhìn mà say mê kỳ thiên ngữ hừ hừ hai tiếng sắc mặt âm trầm nói bất kể thế nào ngươi giết hai người này ngươi nhất định phải trả giá đắt bằng không ta không cách nào ăn nói với người nhà bọn hắn giờ ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngươi bó tay chịu trói sau khi rời khỏi đây đợi trưởng lão nhà ta và người nhà bọn hắn thương nghị rồi xử lý hoặc là ngươi đánh một trận với ta sinh tử bất luận kỳ thiên ngữ đưa ra hai lựa chọn kỳ thật lại chỉ có một đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không chọn con đường thứ nhất bởi vì như thế sinh tử sẽ không còn nằm trong tay mình mà dù lục ly có chọn con đường thứ nhất mặt mũi lục ly cũng sẽ mất sạch kỳ thiên ngữ tính là đạt được mục đích tượng linh lung nhất định không thích thứ hèn nhát như thế hắn cũng được dịp lập uy sắc mặt kỳ đinh đông rất khó coi kỳ thiên ngữ căn bản không để ý nàng lệnh bài trong tay nàng gần như như không tác dụng chẳng qua nàng cũng biết lúc này không thể đi tranh với kỳ thiên ngữ nàng nói gì cũng là vô nghĩa kỳ thiên ngữ há sẽ để vào tai sắc mặt tượng linh lung cũng rất khó coi nàng biết lục ly bị tai bay vạ gió kỳ thiên ngữ vì nàng mới nhắm đến lục ly như vậy nhưng lúc này nàng cũng không thể nói gì bằng không chính là hại lục ly ha ha lục ly bật cười thản nhiên nhìn kỳ thiên ngữ nói ta chọn cái thứ hai chẳng qua ngươi yên tâm nể mặt đinh đông ta sẽ giữ mạng cho ngươi. Trưởng bối nhà ngươi đều rất khách khí với ta, ta phải cho bọn hắn chút mặt mũi chứ. Cùng vọng. Kỳ thiên ngữ cười lạnh, tung mình bay ra ngoài vấn đạo cốc, miệng quá khẽ. Lục sát thần, ra đây chịu chết, hôm nay ta cho ngươi được dịp mở mang kiến thức, cho ngươi biết thế nào là trên trời còn có trời, trên người còn có người. Mặc dù trong vấn đạo cốc có thần văn bảo hộ, nhưng kỳ thiên ngữ vẫn không dám động thủ ở đấy. Bằng không hủy đi bất kỳ thứ gì trong đó đều sẽ là tổn thất to lớn đối với hàng Triều Hải vực, bên ngoài lại có một mảnh hoang nguyên cực rộng, đủ cho hai người tận tình chiến đấu. Lục Ly bay theo, chúng nhân không tâm tư tu luyện, cũng bay ra theo, bọn họ không dám áp sát quá gần, như thế rất dễ ngộ thương. Kỳ Đinh Đông nghĩ nghĩ, trong mắt thoáng lấp lánh, cuối cùng vẫn truyền âm cho Lục Ly, nói: "Lục Sát Thần, Kỳ Thiên ngữ có đế binh, còn tinh thông một loại hỗn độn chân ý rất cường đại." ngươi cẩn thận chút. Theo như kỳ đinh đông thấy, tuy lục ly khá kỳ dị, cũng có một ít sát chiêu cường đại, nhưng hẳn không phải đối thủ của kỳ thiên ngữ. Trước cuộc cảnh giới trên lệch quá xa, càng đừng nói kỳ thiên ngữ một thân toàn là bảo vật, gia tộc cho hắn một kiện đế binh, còn là binh khí luân hồi đại đế trước kia từng dùng qua. Hai người bay ra hơn 10 vạn dặm, sau cùng kỳ thiên ngữ đứng sừng sững trên một ngọn núi nhỏ, hồ lô màu đỏ tí cũng được thu lại, hỏa diễm kia không ảnh hưởng gì được lục ly, giữ lại cũng là vô dụng. Trong tay kỳ thiên ngữ hiện ra một thanh trường kiếm hoa lệ, đây là trọng kiếm, mặt trên khắc đầy thần văn, huyển lệ dị thường. Bản thân hình thể kỳ thiên ngữ cũng rất khôi ngô, tay cầm trọng kiếm phi nhìn rất có khí thế. Lục sát thần, cẩn thận. Kỳ thiên ngữ chậm rãi dương lên trọng kiếm, mũi kiếm chỉ vào lục ly, khí thế trên thân không ngừng tăng vọt. Lục ly thu lại thần thiết, vừa nãy thần thiết đã dùng mấy lần, thần lực hắn không còn quá dư giả hơn nữa thần thiết cũng không gây được ảnh hưởng quá đáng kể lên kỳ thiên ngữ vừa rồi trong lúc bay theo lục ly một mực nghĩ cách nên làm thế nào để đối chiến với kỳ thiên ngữ mà không cần dùng tới huyết sát hoàng dựa vào năng lực bản thân để thắng kỳ thiên ngữ đó cũng là một loại đề thăng huyết chiến lục ly càng nghĩ càng cảm thấy chỉ còn cách áp sát lợi dụng lực lượng nhục thân cường hành đánh trọng thương kỳ thiên ngữ như thế tuy hắn sẽ rất thảm song cũng là đấu pháp tương đối ổn thỏa Lục ly vốn là loại không thích dựa vào người khác, trừ phi xuất hiện tình huống nguy cấp đe dọa tính mạng, bằng không hắn sẽ không cầu xin giúp đỡ từ huyết sát hoàng, như thế chỉ khiến huyết sát hoàng xem nhẹ hắn mà thôi. Hắn không lấy ra bất cứ binh khí nào, thân hình lóe lên, phóng thích kính tượng áo nghĩa cảm ngộ được trước đây, một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng biến thành hơn một trăm tên lục ly. Hư Hơn trăm lục ly từ bốn phương tám hướng phóng tới kỳ thiên ngữ, ai nấy đều khí huyết sung thiên, nhìn rất dọa người. Thực ra trong lòng hắn biết trò mèo này khó mà gạt được kỳ thiên ngữ thăm dò, chẳng qua hắn vẫn phóng thích ra. Ha ha! Kỳ thiên ngữ khẽ cười nhạt, đứng im không nhúc nhích, mặc cho hơn trăm lục ly vọt tới, đồng thời còn giả bộ liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm chân thân lục ly. Kỳ thật hắn đã ngấm ngầm khóa chặt chân thân, trọng kiếm trong tay lóe lên, tùy thời chuẩn bị phóng thích một kích lôi đình. Hưu! Tốc độ lục ly rất nhanh, Chớp mắt đã đến bên người Kỳ Thiên Ngữ, hơn 100 lục ly bắt đầu tấn công, đồng thời với đó, lục ly còn thả ra vô số hư không trùng, thánh hoàng chi nữ còn được thả ra, mục đích chỉ có một, đó chính là làm loạn phán đoán của Kỳ Thiên Ngữ, sáng tạo cơ hội áp sát tấn công. Xoẹt! Ý tưởng không thành, Kỳ Thiên Ngữ vung mạnh trọng kiếm, hung hăng bổ tới, không gian bị hắn xé toạc ra một khe nứt to tướng, hắc khí cuộn trào trên thân trọng kiếm, cảm giác nặng như thiên quân, có thể chém nát cả sơn mạch tốc độ kiếm này quá nhanh lục ly căn bản không cách nào tránh đi chẳng qua hắn vẫn không hoảng hốt trong tay xuất hiện một bức cổ họa giơ lên chắn trước người trong mắt kỳ thiên ngữ chớp qua một tia khinh thường trọng kiếm tiếp tục mang theo thế xét đánh không kịp che tay trùng trùng chém xuống trọng kiếm này tuy không phải đế binh lại là một kiện bảo vật vô cùng cường đại hắn tin tưởng đừng nói một bức cổ họa dù có là thuẫn bài siêu cấp cũng bị chém nát như thường cảnh tượng khiến hắn chấn kinh diễn ra trọng kiếm bổ lên cổ họa cổ họa lại không bị chém nát như hắn tưởng tượng ngược lại trọng kiếm cứ thế chui vào trong cổ họa cảm giác hệt như chém vào trong nước hắn còn cảm nhận được trong cổ họa truyền đến hấp lực muốn hút lấy trọng kiếm hắn vội dùng sức rút ra chiến cơ tốt như vậy lục ly há có thể bỏ lỡ thân hình hắn lóe lên thu hồi cổ họa một tay như vuốt rồng túng lấy cổ kỳ thiên ngữ còn lại như thiểm điện vung ra mấy chục quyền. Phanh 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 phanh. Lần này đến lượt lục ly chấn kinh, trên đầu kỳ thiên ngữ xuất hiện một chiếc mũ giáp màu hoàng kim, nắm đấm lục ly mang theo lực lượng vạn cân không ngừng nện tới, lại cảm giác như nện phải một bức tường sắt. Sóng chấn động cũng được lục ly truyền vào, nhưng mũ giáp này quá cường đại, lực lượng sóng chấn động đều bị ngăn cản, chỉ truyền vào được chút ít. Đầu bên kia, lục ly cũng phóng thích sóng xung kích linh hồn, Hiện tại hồn lực hắn đều đã biến thành hồn châm, sức công kích rất mạnh, mặc dù không được hào giác gia trì, song cũng vẫn cực mạnh. Trong linh hồn kỳ thiên ngữ sáng lên một đạo tử quan, một con kỳ lân màu đỏ vọt ra, không vệ toàn bộ hồn châm lục ly thả ra, yêu hồn thủ hộ linh hồn kỳ thiên ngữ vô cùng cường đại. Nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, dù sao kỳ thiên ngữ cũng là đệ nhất nhân trong lứa tuổi trẻ kỳ gia, là một thiên tài yêu nghiệt, kỳ gia há có thể không cho hắn yêu hồn thủ hộ cường đại lấy tài nguyên và năng lượng kỳ gia yêu hồn bác phẩm không phải thứ gì đó quá khó kiếm thậm chí kỳ lân màu đỏ này rất có thể còn là yêu hồn cửu phẩm ầm uhm. kỳ thiên ngữ dơ lên trọng kiếm quét ngang lục ly cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đánh trúng cả người bị nện bay ra ngoài ngàn dặm bên hông truyền đến cảm giác đau rát hơn nữa hắn còn phát hiện trong người có một đạo năng lượng truyền vào chính đang yên ắng phá hư nhục thể quả nhiên lợi hại Lục Ly ngấm ngầm kinh hãi, vừa rồi Kỳ Thiên Ngữ chỉ tùy tiện tung ra một kích, lại khiến hắn bị thương. Trong khi hắn tung ra gần hết thủ đoạn, còn áp sát lại gần, nhưng vẫn không cách nào mang đến thương tổn cho Kỳ Thiên Ngữ. Đủ thấy chênh lệch giữa hai bên rõ ràng đến cỡ nào, đành phải thử công kích linh hồn xem sao. Lục Ly nghĩ nghĩ, lần nữa phóng thích hơn một trăm phân thân tiếp tục lao tới Kỳ Thiên Ngữ. Kỳ Thiên Ngữ vẫn đứng im không nhúc nhích, nét mặt dễ cật cười nhìn Lục Ly vừa rồi lục ly tung ra hai loại công kích nhưng đều không phá nổi phòng ngự của hắn ở trong mắt hắn lục ly như một con chuột già còn hắn là mèo có thể tùy ý trêu đùa lần này lục ly không áp sát mà ngừng lại khi còn cách kỳ thiên ngữ chừng ngàn trượng sau đó bắt đầu du tẩu vòng quanh hơn trăm phân thân bay loạn đầy trời nhìn hoa hết cả mắt ô ô lục ly lấy ra hào giác hơn một trăm phân thân cũng thổi theo đương nhiên phân thân thổi là giả tượng chỉ bản tôn mới có thể phóng thích thần âm phát tắc. Ách. Bên này kỳ thiên ngữ còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, người vây xem xung quanh đã cảm thấy đau đầu, vội vàng nhanh chóng rút đi, kỳ thiên ngữ cảm ứng được có ức vạn hồn châm cường đại đâm vào, song lại không thèm để ý. Yêu hồn của hắn là cửu phẩm, đừng nói chút công kích linh hồn ấy của lục ly, dù là mạnh hơn gấp 10 đều vô dụng. Đợi một lúc, phát hiện tử kỳ lân quả nhiên thôn vệ hết thảy hồn châm, hắn cười lạnh một tiếng nói. Lục Sát Thần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không, dùng ra hết đi. Ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi có thể kích thương ta, ta thừa nhận ngươi là nhân vật. Thừa nhận ngươi là nhân vật, ngược lại nếu đứng đây cho hắn công kích mà vẫn không thương được ta, vậy chính là phế vật. Lục Ly cảm thấy Kỳ Thiên ngữ hệt như một con rùa đen, không biết phải cắn vào đâu, công kích vật lý không hiệu quả, công kích linh hồn cũng vô dụng, trừ hai thứ đó ra hắn nghĩ không ra còn có thể dùng phương thức công kích nào khác. Nếu dùng được trật tự thần liên, Lục Ly đoán chừng chỉ cần một quốc liền có thể đánh chết hắn, vấn đề là không thể dùng, thần thiết chắc cũng không nện chết được, rốt cuộc đấy chỉ là mảnh vỡ thánh binh, quy năng chỉ mạnh đến như thế mà thôi. Lục Ly không khỏi đau đầu, chẳng lẽ phải nhờ huyết sát hoàng giúp đỡ. Làm thế Lục Ly cảm thấy rất mất mặt, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lần nữa phân ra hơn trăm phân thân vọt tới. Ha ha! Kỳ thi ngữ cười lạnh, đứng im không nhúc nhích, nhìn hơn trăm lục ly bay tới, hắn đã dễ dàng khóa chặt chân thân lục ly, lần này lục ly không phóng thích công kích nào khác, ngay cả thánh hoàng chi nữ đều thu lại, tay chỉ cầm theo thần thiết nện tới kỳ thiên ngữ. Toàn lực thúc giục thần thiết, thần uy hạo hãn nhìn rất khủng bố, hơn trăm lục ly cũng phóng thích uy áp khủng khiếp, trường diện vô cùng tráng quán, nếu là một tên võ giả tứ kiếp bình thường, lúc này e rằng đã bị dọa chết tươi. Kỳ thiên ngữ lại chẳng hề sợ sệt, chỉ là mảnh vỡ thánh minh mà thôi, quy năng có thể lớn được đến đâu nếu là đế binh có lẽ hắn còn cố kỵ đợi lúc lục ly sắp đánh tới hắn đột ngột vung mạnh trọng kiếm bất thần chém xuống lần này hắn toàn lực thúc giục trọng kiếm cũng phóng thích hỗn độn chân ý uy lực kinh thiên ông vốn kỳ thiên ngữ tưởng lục ly sẽ giơ thần thiết cứng đối cứng với mình lại không ngờ đúng lúc này lục ly đột nhiên thu lại thần thiết trong tay xuất hiện bức cổ họa đồng thời hai tay còn giơ lên cổ họa chủ động va chạm với trọng kiếm. Ách! Khoảng cách quá gần, kỳ thiên ngữ căn bản không có cơ hội thu hồi trọng kiếm, cổ họa trong tay lục ly như một chiếc chiếu đổ ập xuống, nháy mắt, một nửa trọng kiếm đã đâm vào trong cổ họa, hấp lực cường đại truyền ra, thiếu chút cả người lẫn kiếm đều bị hút vào. Hưu! Kỳ thiên ngữ khoái tốc giật lùi ra sau, nhưng lục ly như thuốc cao da chó quấn tới, hơn nửa tốc độ còn không chậm, mắt thấy hấp lực càng lúc càng lớn, kỳ thiên ngữ cắn răng, bỏ lại trọng kiếm, trọng kiếm lập tức chui vào trong cổ họa tan biến không thấy đâu nữa. Trọng kiếm này là dị bảo, là binh khí thuận tay nhất của kỳ thiên ngữ, cũng là thần binh kỳ gia vì hắn mà tiêu tốn đại giá mời một vị tông sư chế tạo thành, kỳ thiên ngữ đã dùng rất nhiều năm, trước nay luôn rất ưa thích. Chẳng qua hắn vẫn quyết đoán vứt bỏ, không phải hắn cam tâm, mà là hắn tự tin lát nữa sẽ thu hồi về được thậm chí hắn còn định lấy luôn bức cổ họa kia của lục ly, dị bảo như thế hắn há có thể không động tâm. Tốc độ hắn bỗng chợt đề thăng gấp mấy lần, kéo giãn khoảng cách với lục ly, trong tay hiện ra một món binh khí khác, là một tòa bảo tháp, tháp lưu ly bảy màu, sáng long lanh, hoa lệ dị thường. Thứ này quả thật không giống một kiện bảo vật, mà càng giống một tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo đến không bút nào diễn tả. Chỉ là bảo vật này vừa được lấy ra, linh hồn tất cả mọi người tại trường đều theo đó rung động cảm giác như có từng ngọn núi vô hình đang đè trên thân mình đế binh lục ly lập tức phán định ra phẩm cấp của bảo vật này thần uy đặc hữu của đế binh quá rõ ràng trước đó tượng linh lung từng nhiều lần phóng thích đế binh lục ly cảm nhận được thứ này có khí tức tương đồng như của bạch ngọc phiến lục sát thần cẩn thận đây là bảo vật năm đó luân hồi đại đế từng dùng qua mặc dù đến sau không dùng nữa nhưng trong đó vẫn lưu lại lạc ấn pháp tắc của luân hồi đại đế. Giọng tượng linh lung vang lên trong đầu lục ly, kỳ đinh đông cũng truyền âm tới. Lục sát thần, đây chính là đế binh mà vương gia tộc ta từng dùng qua năm xưa, nếu toàn lực thúc dục, có thể luyện giết lĩnh chủ. Lục ly không giấu được lo lắng, thậm chí hô hấp đều có chút nặng nề, vốn hắn định thu lấy trọng kiếm của kỳ thiên ngữ, biến đối phương thành hổ già không nanh, sau đó lại nghĩ cách đánh trọng thương. Nhưng giờ đế binh vừa xuất hiện, Lục Ly lập tức cảm thấy mình như một đứa trẻ, lại ngây thơ khiêu chiến với cự nhân tay cầm lan nha bổng. Hưu! Kỳ thi ngữ không cho Lục Ly kịp có thời gian cân nhắc, thần lực điên cuồng vận chuyển, tiếp đó thần văn và phù văn trên tháp lưu bảy màu đồng loạt sáng lên, bên ngoài bảo tháp hiện ra từng đạo lưu quan lưu chuyển bao quanh. Một cổ thần uy mênh mông tràn ngập ra, sát na đó, Lục Ly cảm giác như có đại đế hàng lâm. Ồ! Đế binh, Tháp lưu ly bảy màu Thần binh năm đó luân hồi đại đế từng dùng qua Tiếng truyền âm của huyết sát hoàng vang lên trong đầu lục ly Chẳng qua sau đó hắn không tiếp tục truyền âm nữa Bảo tháp kia cũng gào thét bay đến Cấp tốc biến lớn Thoáng chốc bay tới trên đỉnh đầu lục ly Tiếp sau tháp lưu ly bảy màu xoay tròn Dưới đáy truyền ra hấp lực Cả người lục ly lập tức bị kéo tới dưới đáy bảo tháp Hả? Lục ly không quá kinh hoảng Ngược lại thoáng có chút nghi hoặc vừa nãy rõ ràng huyết sát hoàng đã giật mình, nhưng sao lại không có bất kỳ hành động nào. Chẳng lẽ hắn không sợ mình chết rồi, sau này không ai giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Ông Dưới đáy tháp lưu ly bảy màu hiện ra một cánh cửa nhỏ, lục ly bị hút vào, bảo tháp theo đó khoái tốc thu nhỏ, bay về lại trong tay kỳ thiên ngữ. Kỳ thiên ngữ Kỳ đinh đông cuốn lên, bay tới nói Nếu ngươi dám giết lục sát thần, ta không để yên cho ngươi đâu, gia gia cũng sẽ phạt nặng ngươi. Kỳ thiên ngữ mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ cho hắn nếm chút đau khổ. Kỳ đinh đông, việc này, ngươi đừng quản, ta tự có chủ trương, cũng sẽ đích thân đi giải thích với trưởng lão điện. Kỳ thiên ngữ chém đinh chặt sắt nói, ngay cả kỳ đinh đông đều không nể mặt, ai tới nói cũng đều vô dụng. Kỳ đinh đông tức giận bay xuống, đi đến bên người tượng linh lung tượng linh lung không thốt nửa lời thần sắc như hàng băng nàng biết nếu nàng đi nói kỳ thiên ngữ không chỉ không tha lục ly ngược lại còn khiến sự việc càng nghiêm trọng nếu vừa rồi kỳ thiên ngữ đã nói sẽ không giết lục ly vậy chí ít lục ly sẽ không chết lúc này lục ly quả thực chưa chết chỉ là còn khó chịu hơn cả chết hắn cảm thấy mình như đang ở trong lò luyện địa ngục bên trong toàn là hỏa diễm màu đen song không chỉ có mỗi hỏa diễm mà còn có hai loại năng lượng kỳ dị một loại năng lượng màu xám chính đang ăn mòn bản nguyên sinh mệnh, một loại năng lượng màu nâu chính đang công kích linh hồn. Tam tầng công kích, hỏa diễm đốt cháy nhục thể, năng lượng màu xám ăn mòn bản nguyên sinh mệnh, năng lượng màu nâu thì công kích linh hồn. Nhục thân rõ ràng đã bị đốt hủy, sinh mệnh bản nguyên thì đang bị xói mòn, long hồn trong linh hồn cũng đang miễn cưỡng chống cự. Tình thế này nếu đổi thành người khác e rằng sớm đã thất kinh, nhưng lục ly lại không hoảng, cục diện càng nguy hiểm, hắn lại càng tỉnh táo. Huống hồ huyết sát hoàng một mực không truyền âm, điều này chứng tỏ vẫn có cách để phá cục. Lục tiểu tử, ngươi đúng là giỏi chịu đựng thật đấy. Mãi một nén hương sau, huyết sát hoàng mới truyền âm nói. Nếu là cường giả cấp đế thúc dục tháp lưu ly bảy màu này, ngươi sẽ tiêu thành cho bụi trong nháy mắt. Nếu là cường giả cấp lĩnh chủ thúc dục, ngươi cũng không chịu được quá lâu. Nhưng nếu chỉ là một tên ngũ kiếp thúc dục, vậy thì không chỉ không phải tử cục, ngược lại còn là phúc duyên phúc duyên. Lục ly ngơ ngác, hắn đều cảm thấy sắp chết tới nơi, nhất là năng lượng màu xám đang ăn mòn bản nguyên sinh mệnh, đợi sinh mệnh bản nguyên tiêu hao hết, chẳng phải sẽ thành người chết. Huyết sát hoàng lại nói đây là phúc duyên. Huyết sát hoàng giải thích nói, ngươi không cần lo về chuyện bản nguyên sinh mệnh bản nguyên, trật tự thần liên sẽ thủ hộ ngươi, công kích linh hồn thì yêu hồn ngươi vẫn có thể miễn cưỡng trụ được, còn về hỏa diễm, với ngươi mà nói chẳng phải vừa khéo dùng để luyện thể ư. Lục Ly hơi ngớ, nếu trật tự thần liên và yêu hồn thật có thể trụ được, như vậy tình thế hiện tại đối với hắn mà nói quả thực không phải tuyệt cảnh. Nhưng hắn không thoát ra được khỏi đây, sau cùng chẳng phải vẫn bị nhốt chết trong này. Đến lúc đó kỳ thiên ngữ đi ra, giao hắn cho trưởng lão kỳ gia và gia tộc hai người bị hắn giết chết vừa nãy, kết cục vẫn là cứ là bị giết. Thực ra phúc duyên lớn nhất ở đây không phải luyện thể. Câu tiếp sau đó của huyết sắc hoàng lại khiến lục ly kinh dị, khuyết sát hoàn truyền âm nói nơi này có lạc ấn pháp tắc luân hồi đại đế lưu lại nếu luyện hóa được những lạc ấn pháp tắc này người liền có thể luyện hóa ngược tháp lưu ly bảy màu chiếm làm của riêng chiếm làm của riêng lục ly lúng túng chớp chớp mắt đế binh của luân hồi đại đế mà cũng dám chiếm làm của riêng hắn chán sống rồi nếu hắn thật dám chiếm làm của riêng e là kỳ gia sẽ lập tức trở mặt luân hồi đại đế dễ dàng khóa chặt bảo vật sau đó truy tung tới chỉ cần phân thân hàng lâm liền có thể nhẹ nhàng vỗ chết hắn. Đừng nghĩ cấp đế hẹp hòi như vậy. Huyết sát hoàng tự hồ cảm nhận được suy nghĩ trong đầu lục ly, truyền âm nói. Có thể đột phá cấp đế, lòng dạ đều rất lớn, ta dám đánh cược, nếu ngươi có thể luyện hóa bảo vật này, luân hồi đại đế không chỉ không tức giận, ngược lại còn sẽ truyền lệnh để kỳ gia không làm khó ngươi, thậm chí liệt ngươi vào hàng vinh dự trưởng lão hoặc trưởng lão tay nắm thực quyền của kỳ gia ngươi có thể tham ngộ pháp tắc hắn lưu lại, vậy chính là có duyên với hắn. Con cháu hậu đại hắn nhiều như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ để ý đứa này. Một tên ngũ kiếp đỉnh phong mà thôi, trừ phi đạt tới chuẩn đế, bằng không làm sao vào được mắt hắn. Huyết sát hoàng nói rất hợp lý, hắn cũng là cấp đế, lấy tư duy cấp đế đi suy đoán suy nghĩ của luân hồi đại đế, độ chính xác khả năng tương đối cao. Lục ly vẫn có chút ngập ngừng, huyết sát hoàng cười truyền âm nói. Được rồi, lục tiểu tử đừng nghĩ quá nhiều người tưởng pháp tắc lạc ấn của luân hồi đại đế dễ lĩnh hội lắm chắc trước cứ lĩnh hội đi rồi tính được lục ly không nghĩ nhiều nữa mà khoanh chân ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển thần lực đi hồi phục phần nhục thân bị đốt bị thương hỏa diễm màu đen không ngừng thiêu đốt thần lực không ngừng chữa trị giữa làng tranh hủy diệt và trùng sinh chi nhục thân hắn không ngừng được đề thăng ông một nén hương sau một phần sinh mệnh bản nguyên lục ly bị hút đi trật tự thần liên theo đó sáng lên lần trước cũng là như thế huyết sát hoàng hấp thu một ít sinh mệnh bản nguyên của lục ly sau đó trật tự thần liên sáng lên tự hồ lúc sinh mệnh lục ly bị uy hiếp trật tự thần liên liền sẽ chủ động hiển lộ bảo vệ cho hắn sau khi trật tự thần liên hiển lộ lục ly phát hiện sinh mệnh bản nguyên đình chỉ trôi mất trong khi đó phía linh hồn long hồn chống đỡ có vẻ rất phí sức chẳng qua vẫn một mực trụ được lục ly rốt cục yên tâm bắt đầu một bên thối thể một bên thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng tình hình chung quanh quả nhiên có lạc ấn hắn cảm ứng một phen phát hiện bản thân đang trong một căn phòng bịt kín trên vách tường bốn phía đều có đường vân kỳ dị những đường vân kia rất rõ ràng tùy tiện cảm ứng liền có thể nhận ra sự bao la uyên bác trong đó đạo ngân nơi này so với đạo ngân lưu lại trong vấn đạo cốc thì càng thêm rõ ràng càng thêm huyền diệu và thâm ảo Lục Ly không khỏi cuồng hỉ, nếu có thể cảm ngộ pháp trận lạc ấn này, hắn nhất định có thể lĩnh hội ra được một loại pháp tắc chân ý vô cùng cường đại. Thế là không quản tình hình bên ngoài, điềm nhiên ngồi xếp bằng, một bên thối thể, một bên cảm ngộ pháp tắc lạc ấn. Trước cuộc giờ hắn muốn ra cũng không được, hoặc là chờ kỳ thiên ngữ thả ra, hoặc là cảm ngộ pháp tắc lạc ấn luyện hóa ngược tháp lưu ly bảy màu. Phía ngoài, kỳ thiên ngữ dương dương đắc ý ngồi trong hậu viện nhà gỗ, thản nhiên rót nước trà để uống, vẽ tự đắc hiện rõ trên mặt. Tay cầm tháp lưu ly bảy màu, thỉnh thoảng lại cảm ứng một phen, đế binh này rất cường đại, thần niệm hắn đều không thể vương vào, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng sống chết của người trong đó. Một nén hương sau, hắn lần nữa cảm ứng, phát hiện khí tức lục ly thêm phần cường đại, hắn không khỏi nhíu mày, lục ly bị luyện hóa lâu như vậy mà vẫn chưa bị trọng thương. Khí tức sinh mệnh vẫn rất tràn đầy, chẳng hề có vẻ gì là sắp chết cả. Mới đầu Kỳ Thiên Ngữ quả thực đã động sát tâm, nhưng giờ hắn lại không dám giết Lục Ly, rốt cuộc làm thế ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Thân là đệ nhất công tử Kỳ gia, hắn vẫn có một ít cái nhìn đại cục, không đến mức tùy ý làm loạn. Bởi thế hắn mới lại cảm ứng lần nữa, xem xem Lục Ly đã chết chưa, nếu Lục Ly sắp chết, lập tức liền đình chỉ tháp lưu ly bảy màu vận chuyển. Thời gian khoái tốc trôi đi, chớp mắt đã qua một canh giờ, sinh cơ Lục Ly vẫn cứ tràn đầy. Không khác lúc vừa tiến vào là mấy. Kỳ Thiên Ngữ càng thêm kinh dị, chỉ là hắn cũng không biết nên làm sao, đành phải tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, lại nửa ngày trôi qua, nét mặt Kỳ Thiên Ngữ rất mất tự nhiên, bởi vì Lục Ly vẫn bình chân như vậy, vẫn sinh mệnh lực tràn đầy, mặc dù không biết ở trong đó có chịu tội hay không, nhưng chí ít thì còn chưa chết. Làm sao có thể? Kỳ Thiên Ngữ nghĩ không thông, lão tổ nhà hắn từng đích thân nói qua, đừng nói tứ kiếp ngũ kiếp dù là lĩnh chủ lục kiếp bình thường, một khi bị phong ấn vào trong bảo vật này thì đều sẽ bị luyện hóa đến chết. Lục ly mới là thiên thần tứ kiếp, tuy nhục thân rất cường đại, nhưng há có thể không cách nào luyện hóa. Kỳ thiên ngữ không nghĩ thông, cũng không có khả năng thả ra lục ly, thế là đành phải tiếp tục chờ đợi, hắn đã không còn tâm tình uống trà, thu hồi trà cụ, bắt đầu tiến hành lĩnh hội đạo ngân trên bàn cờ. Năm ngày nữa qua đi, mỗi cách một ngày kỳ thiên ngữ lại quan sát thất thải lưu ly tháp một lần phát hiện lục ly vẫn giống hệt trước đây không có chút thay đổi nào sau đó hắn chẳng thèm đi nhìn nữa trước cuộc lục ly không chết được cũng không ra được trước cứ nhốt chết trong tháp lưu ly bảy màu chờ sau này đi ra lại giao cho trưởng lão điện kỳ gia xử lý hắn đã thành công phong ấn lục ly mục đích lập uy tín là đạt thành quay sang tham ngộ bàn cờ một đoạn thời gian phát hiện không cách nào lĩnh hội đạo ngân ở đây hắn đứng dậy đi tới bên đầm nước tượng linh lung và kỳ đinh đông chính đang ở chỗ này hắn muốn đánh sát nhân khi còn nóng nhưng cơ hội tán đổ tượng linh lung hắn vừa trấn áp lục ly cảm thấy tương lai tươi đẹp đang ở ngay trước mặt cho rằng tượng linh lung sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác bởi thế bèn đi tới ngồi xuống bàn bên cạnh tượng linh lung lấy ra một ít mỹ tửu và món ngon cười nói linh lung đinh đông tu luyện không phải một lúc mà thành nghỉ ngơi chút đi yên tâm lục sát thần không chết được, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tượng Linh Lung và Kỳ Đinh Đông mở mắt, thần sắc Kỳ Đinh Đông không giấu được lửa giận, tượng Linh Lung lại như băng hàng, không có chút tình tự ba động nào, cũng không nhìn Kỳ Đinh Đông mà nghĩ nghĩ rồi nói. Đinh Đông, ta muốn đi loạn thạch lĩnh dạo một vòng, ngươi đi không? Chỗ này rùi nhặn nhiều lắm, ở lại không thoải mái. Được. Kỳ Đinh Đông khẽ gật đầu đứng dậy, thì uy nhìn sang Kỳ Thiên Ngữ một cái, nói. Linh Lung, chúng ta đi, ở đây đúng là rất không thoải mái. Hai người tha thước rời đi, lưu lại một trận hương gió, bỏ kỳ thiên ngữ sắc mặt khó coi kỳ thiên ngữ ngồi một mình bên đầm nước. Tượng Linh Lung và kỳ đinh đông rời đi, lục ly bị trấn áp, vấn đạo cốc bỗng chốc trở nên an tĩnh, không ai gây sự, đều tự tìm nơi tham ngộ đạo ngân, cơ hội vào đây rất khó được, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Mới đầu kỳ thiên ngữ còn thỉnh thoảng quét nhìn tháp lưu ly bảy màu một lượt, nhưng nửa năm sau đó, phát hiện lục ly vẫn bình chân như vậy hắn cũng lười đi xem cứ thế để tháp lưu ly bảy màu ở một bên nếu lục ly thật chết rồi vậy thì tính là lục ly xui xẻo trong thời gian ngắn có vẻ phía tượng linh lung khó mà có tiến triển được gì kỳ thiên ngữ lại không dám bước quá gấp như thế sẽ triệt để chọc cho tượng linh lung chán ghét kỳ thiên ngữ bèn cũng tĩnh tâm bắt đầu lĩnh hội pháp tắc đạo ngân nhìn xem có thu hoạch được gì không lục ly an nhàn thối thể trong bảo tháp hỏa diễm nơi đây rất bá đạo có thể khiến cho nhục thân hắn không ngừng đề thăng. Đáng tiếc pháp tắc lạc ấn lại quá huyền diệu, tham ngộ hơn nửa năm mà chẳng có chút tiến triển nào. Trên vách tường bốn phía có vô số đường vân, những đường vân này tạo thành một vài bức tiểu đồ, hình nhỏ hợp lại thành đại đồ, giữa các đại đồ lại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hoặc nhìn như là một bức tinh không đồ mênh mông, huyền diệu vô cùng. Huyết sát hoàng đang nghe truyện trên TV audio CV không nhắc nhở nửa lời, lấy năng lực huyết sát hoàng, hẳn có thể xem thấu rất nhiều thứ, nhưng hắn không truyền âm, hiển nhiên là muốn lục ly tự mình lĩnh hội. Chẳng qua thứ như pháp tắc chân ý, nếu dựa vào người khác nhắc nhở, dù có thể tăng nhanh tốc độ, sau cùng lại rất khó đại thành. Bởi vì ngươi không cảm ngộ được bản chất, không nhìn thông thấu, người khác nhắc nhở ngươi, đó là cảm ngộ của người khác, như thế ngược lại càng dễ xảy ra vấn đề. Nơi đây có tổng cộng 33 bức đồ, đến cùng là đang thuyết minh pháp trận chân ý gì. Lục Ly nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không thông, hắn ẩn ẩn cảm giác được thứ ẩn giấu bên trong những bức đồ này không phải chân ý, mà càng giống một loại thần thông kỳ dị. Trước cuộc giờ vẫn chưa nhìn ra được gì, Lục Ly đành phải tiếp tục tham ngộ, trong lúc bế quan, thời gian khoái tốc trôi đi, chớp mắt đã hai năm đi qua. Lục Ly bị trấn áp hơn hai năm, trước đó nhục thân đề thăng rất nhanh, nhưng đến gần đây, tốc độ đề thăng dần chậm lại, bởi vì kháng tính với hỏa diễm và nhục thân đều tăng lên, khiến hỏa diễm trong này đã gần như không hiệu quả với hắn. Nếu đã không thể thương tổn, như vậy nhục thân tăng trưởng tự nhiên chậm lại. Hai năm rưỡi qua đi, hắn vẫn không cách nào lĩnh hội pháp tắc lạc ấn trong tháp lưu ly bảy màu. Chẳng qua không phải hắn không có đột phá, hắn đã xác định được một điểm, rằng đây không phải pháp tắc chân ý, mà là một loại bí thuật vô cùng cường đại, hắn đã ẩn ẩn hình thành ý tưởng, đáng tiếc còn chưa triệt để nhập môn. Bên ngoài bọn kỳ thiên ngữ tham ngộ hơn hai năm, có người được đến thu hoạch cực lớn, một tên công tử công dương gia bất ngờ lĩnh hội được một loại bí thuật do đạo thiên lão tổ lưu lại, hơn nữa còn nhập môn, đại thành chỉ là vấn đề thời gian. Bí thuật đạo thiên lão tổ lưu lại cường đại cỡ nào? Nếu có thể triệt để đại thành, chiến lực công tử công dương gia này tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Ngoài ra còn có hai người kỳ gia, một người tượng gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm ngộ ngược lại bọn kỳ thiên ngữ tượng bạch nha công dương vô tà lại không có tiến triển quá lớn then chốt là bởi cảnh giới bọn hắn quá cao tỷ như kỳ thiên ngữ cảm ngộ như thế đối với nàng đã không quá nhiều ý nghĩa nếu được đến cảm ngộ đủ mạnh vậy liền vượt qua bậc cửa tiếp theo tiến nữa bước đến cảnh giới lĩnh chủ tiểu tử này là con dáng đánh mãi không chết chắc hơn hai năm rồi mà vẫn bình yên vô sự kỳ thiên ngữ phiền muộn quét mắt nhìn tháp lưu ly bảy màu đặt cạnh bên giờ hắn thực sự không muốn nhìn nữa thu lại đế binh vào trong không gian giới chỉ đã hơn hai năm trôi qua lại vẫn không thu hoạch được gì mặc dù thần lực linh hồn đều có tiến bộ nhưng với mà nói nói thì ý nghĩa không lớn mục đích tiến vào nguyên thủy bí cảnh là để tham ngộ pháp tắc chân ý những thứ khác đều không quan trọng kỳ gia có vô số tài nguyên có thể giúp thần lực linh hồn hắn khoái tốc đề thăng pháp tắc chân ý lại không thể nhất định phải dựa chính mình đi lĩnh hội lần này vào đây vốn định tìm kiếm đột phá ở phương diện pháp tắc chân ý, đồng thời xem xem có thể nắm xuống tượng linh lung hay không. giờ cả hai thứ đều không đạt được. vốn trấn áp lục ly cũng tính là chuyện khiến hắn đắc ý, nhưng hiện tại lục ly vẫn bình yên vô sự, cảnh này khiến trong lòng hắn càng thêm bực bội. ầm, uhm. đúng lúc này bầu trời nơi xa đột nhiên nổi gió, như là có cường giả đang chiến đấu, rất nhiều người bên này đều bị kinh động, nhất là người kỳ gia. tín hiệu cầu viện. Kỳ thiên ngữ ngước mắt nhìn lên, không khỏi hơi ngớ, đây là tín hiệu cầu viện của kỳ gia, chỉ là đại bộ phận người kỳ gia đều ở đây, lại nói ở đạo thiên giới chỉ cần không tiến vào mấy nơi hiểm địa được đánh dấu sẵn thì sẽ không có nguy hiểm, rốt cuộc là ai đang phát tín hiệu cầu viện? Là Đinh Đông. Rất nhanh hắn liền hồi thần, vung tay nói. Người kỳ gia đi theo ta. Mặc dù hắn rất bất mãn khi Kỳ Đinh Đông giúp đỡ Lục Ly, nhưng Kỳ Đinh Đông là tiểu thư kỳ gia tính là đường muội của hắn, cũng là cháu gái được nhị trưởng lão yêu thích nhất, hắn không dám để kỳ đinh đông xuất hiện ngoài ý, bằng không sau này hắn khó mà yên thân. ầm uhm. Gần như đồng thời, tấm ngọc phù treo bên hông tượng Bạch Nha vỡ vụn, sắc mặt tượng Bạch Nha bỗng chốc khó coi dị thường, hắn quát khẽ. Linh lung xảy ra chuyện, người tượng gia mau theo ta. Kỳ thiên ngữ và tượng Bạch Nha dẫn theo chúng nhân bay đi, công dương vô tà và người thủy hàng cung không khỏi kinh nghi, nghĩ nghĩ liền cũng đi theo xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì công dương vô tà và đám công tử thủy hàng cung không có ý gì với tượng linh lung mà nếu có cũng không muốn đắc tội kỳ thiên ngữ nhưng bọn hắn lại rất có ý với kỳ đinh đông nếu có thể lấy về kỳ đinh đông như vậy địa vị sau này ở hàng triều hải vực sẽ được tăng lên nhiều chúng nhân tăng nhanh tốc độ lao vút về nơi phát ra tín hiệu có người lấy ra địa đồ quét nhìn rất nhanh liền quát khẽ hẳn là ở phía loạn thạch lĩnh đúng rồi chính là loạn thạch lĩnh kỳ thiên ngữ hồi tưởng lại lời tượng linh lung nói trước khi rời đi ở loạn thạch lĩnh cũng có đạo ngân chỉ là đạo ngân bên đó không nhiều cũng không rõ ràng như ở đây loạn thạch lĩnh cách bên này không quá xa chỉ sau nửa canh giờ chúng nhân đã chạy tới từ đằng xa liền thấy được bên này hào quang đầy trời sắc cơ tung hoành không hay bên này có thần văn cường đại hai nha đầu kia xúc động thần văn kỳ thiên ngữ quét nhìn mấy lần sắc mặt không giấu được vẻ khó coi, ánh mắt chúng nhân cũng khóa chặt về phía loạn thạch lĩnh, thấy được bên kia có vô số thần văn phát sáng, giữa trời toàn là xiền xích màu đen giao thoa tung hoành, còn có rất nhiều hư ảnh dị thú. Trong loạn thạch lĩnh có hai đạo nhân ảnh chính đang khổ sở chống đỡ, tượng linh lung tay cầm đế binh bạch ngọc phiến, ngăn chặn hư ảnh dị thú từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới, kỳ đinh đông cũng lấy ra một kiện dị bảo, chỉ là rõ ràng không phải đế binh. Nếu không nhờ đế binh trong tay tượng linh lung, e rằng hai người sớm đã mất mạng dù cho có đế binh chống đỡ tình hình vẫn vô cùng ác liệt khóe miệng kỳ đinh đông trịnh ra vết máu rõ ràng bị chấn thương hai người cũng chịu hết nỗi mới phải phát tín hiệu cầu viện bằng không lấy tính cách các nàng tuyệt sẽ không làm vậy làm sao bây giờ kỳ thiên ngữ không khỏi hoảng loạn nếu là quái vật hay hung thú tập kích bọn hắn còn xử lý được riêng thần văn thì bọn hắn hoàn toàn không hiểu thần văn do đạo thiên lão tổ lưu lại bọn hắn chỉ dựa vào mang lực sao có thể phá được. Đấy gần như là điều không thể. Mà nếu không phá nổi, hai thiên chi kiêu nữ kia tất sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mặt bọn hắn. Mười mấy đạo xiền xích màu đen giao thoa tung hoành, vô số hư ảnh dị thú từ bốn phương tám hướng xích gào thét lao đến. Những hư ảnh dị thú này đều đột ngột sinh ra từ hư không, như là từng con quỷ thú lao ra từ trong u linh. Tất cả hư ảnh dị thú đều màu đen, bộ dạng dữ tợn đáng sợ, uy áp cũng rất khủng bố, cực kỳ dọa người. Bạch Ngọc phiến phóng ra từng đạo hào quang, nâng dậy một vòng hộ tráo, che chở cho tượng linh lung. Kỳ đinh đông mặc dù tựa lưng vào tượng linh lung, nhưng vẫn có nửa phần thân thể không được hào quang bao phủ, bởi thế vô số dị thú vẫn đang không ngừng xung kích nàng. Trong tay nàng cầm một chuỗi hạt châu màu trắng, mỗi lần dị thú lao tới, hạt châu kia sẽ bay ra, tách thành 12 hạt châu nhỏ đụng lên đám dị thú. Tuy mỗi lần nàng đều có thể đánh tan dị thú, nhưng lúc đánh tan lại có sóng khí vọt đến, kỳ đinh đông không ngừng bị chấn thương, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, tạm thời có thể không sao, nhưng lâu dần nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tượng Linh Lung có thể bằng vào đế binh miễn cưỡng ngăn đỡ, nhưng dị thú bốn phía liên miên không ngừng, thúc giục đế binh lại phải cần lượng lớn thần lực, không khả năng một mực thúc giục trong thời gian dài, đợi khi thần lực hao hết, đế binh cũng thành vật vô dụng. Cùng lúc tấn công, cường hành phá trận thử xem. Kỳ thiên ngữ nhìn một lúc rồi không dám tiếp tục chờ nữa, hắn lấy ra tháp lưu ly bảy mày kia, thôi động sau đó ném về phía xích sắc màu đen. Đám người còn lại cũng dùng dập động thủ, hoặc là phóng thích bảo vật, hoặc là phóng thích thần thông, đánh tới đống xích sắc màu đen. Rầm rầm rầm. Mấy chục người này cơ bản đều là ngũ kiếp, đa phần đều có trọng bảo, cả đám đồng loạt ra tay, thanh thế rất ghê người, phương viên trăm dặm đều cảm thấy đè nén, không gian cũng không ngừng chấn động. Ông Thần liên màu đen phóng ra hắc quan vạn trường, không gian theo đó ba động, chỉ là tâm tình chúng nhân càng lúc càng trầm xuống, bởi vì nhiều người tấn công như vậy, nhưng xích sắc không có dấu hiệu bị đánh tan, cảm giác cứng không gì phá nổi. Trên thực tế, trước khi ra tay chúng nhân đã không ôm theo hy vọng quá lớn, bởi vì thần văn nơi này sớm đã được nghiệm chứng qua, gần như không thể phá vỡ. Đừng nói bọn hắn, dù là cấp lĩnh chủ cũng không phá được. Các ngươi nghĩ cách, ta tiếp tục công kích. Công kích một lát, kỳ thiên ngữ để người kỳ gia ngừng lại, tượng Bạch Nha cũng tương tự, để người tượng gia đi nghĩ cách khác. Riêng hai người bọn hắn thì vẫn tiếp tục công kích, nhìn xem có thể tiêu hao năng lượng thần văn không, như thế chí ít có thể giảm bớt lực độ hư ảnh dị thú tấn công. Ông Lúc kỳ thiên ngữ công kích, đường vân trên vách tường bên trong tháp lưu ly bảy máu không ngừng lấp lánh quang mang, vô số đường vân bắt đầu du tẩu khiến lục ly nhìn mà hoa cả mắt a à, lục ly đang yên tĩnh ngồi xếp bằng bên trong đột nhiên bừng tỉnh hai mắt mở to liếc nhìn bốn phía phát hiện những đồ văn kia điên cùng du tẩu hắn không khỏi mơ hồ đồng thời cảm giác bên trong có rất nhiều khí linh đang khoái tốt di động cái này sát na đó hắn mơ hồ thấy được những đồ văn kia hợp thành từng ký tự kỳ dị những ký tự này đều không bình thường mỗi một tự phù đều mang theo uy năng cường đại mà thần bí khiến lục ly không thở nổi áp lực tự phù mang đến cho hắn thậm chí vượt quá cả đế binh ồ hắn sửng sốt mất một lúc lại phát hiện những tự phù kia biến mất hóa thành đồ văn hắn mở to hai mắt cố gắng nhìn kỹ song mãi không cách nào tìm lại cảm giác vừa rồi hắn không gấp gáp đi bắt giữ cảm giác kia mà nhắm mắt ổn định lại tâm thần đợi trong lòng bình tĩnh mới lần nữa mở mắt nhìn xem Lần này, hắn ẩn ẩn thấy được những đồ văn kia hợp thành 11 chữ lớn, mỗi ba bức đồ hình lại ghép thành một chữ thần bí, những chữ này khiến người xem choáng váng, huyền diệu không bút nào tả xiết, từ trong đó tán phát ra từng đạo khí tức dày nặng mà cường đại. Mỗi một chữ đều như sao trời, Lục Ly cảm thấy nếu để những chữ kia áp xuống, hắn tất thịt nát xương tan. Lục Ly không dám đi nhìn kỹ, bảo trì trạng thái hiện tại, hoảng hốt mà mê ly, nỗ lực ghi khắc những chữ kia vào sâu trong linh hồn, nhớ kỹ từng nét nhớ kỹ hình thái nguyên thủy nhất từng ta khắc ghi những chữ này vào trong người vậy liền sẽ vĩnh viễn không tan biến sau đó lục ly còn nghĩ ra một cách hắn bắt đầu điều động năng lượng trong huyệt đạo hệt như lúc trước khắc họa đại đạo chi ngân tính ghi khắc những chữ này vào trong thân thể vào trong xương cốt hắn không biết làm vậy có được gì không có xảy ra chuyện không hắn chỉ đơn thuần muốn khắc ghi những chữ kỳ dị mà cường đại này vĩnh viễn không quên được rất nhanh hắn liền điều động năng lượng khắc họa trong thân thể quá trình khắc họa tương đối phí sức bởi vì hắn phải ghi lại hoàn chỉnh những chữ kia không được có chút nào sai lầm một nén nhang sau chữ thứ nhất khắc họa ra lục ly so đối một phen thấy không có gì khác biệt bèn vội vàng khắc tiếp hắn ẩn ẩn có cảm giác mình đã bắt được chân đế tìm ra hy vọng học được loại bí thuật cường đại kia của luân hồi đại đế rầm 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 bên ngoài kỳ thiên ngữ và tượng bạch nha tiếp tục công kích những người còn lại thì nghĩ cách phá giải thần văn có thể đạt tới thực lực này chúng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết đối với thần văn bọn hắn nghĩ đủ mọi cách sau đó tiến hành thử nghiệm nhìn xem có thể phá giải thần văn hay không nếu không cách nào phá giải thì khiến cho công kích bên trong yếu bớt một chút cũng được thời gian từ từ trôi đi hai canh giờ sau chúng nhân thử đủ mọi cách song không mấy hiệu quả kỳ thiên ngữ và tượng bạch nha liên tục đánh hai canh giờ xích sắc màu đen không chỉ không bị phá, cường độ tấn công của dị thú bên trong cũng không thấy yếu bớt. Bên trong, sắc mặt tượng linh lung đã biến thành trắng bệch, mồ hôi chảy dọc trên trán, hiển nhiên đang phải gắn gượng chống đỡ. Kỳ đinh đông lại càng thảm hại, máu nơi tràn ra nơi khóe miệng càng lúc càng nhiều, trước ngực nhuộm đỏ thành một mảnh. Cứ tiếp tục thế này thì không được. Kỳ thiên ngữ cuốn lên, giận dữ hét. Nhanh nghĩ cách đi, đinh đông mà chết nhị trưởng lão xé xác chúng ta mất. Nhị trưởng lão yêu thương kỳ đinh đông đến mức nào, người kỳ gia đều biết rõ, sở dĩ kỳ đinh đông đi vào loạn thạch lĩnh hoàn toàn là bởi vì kỳ thiên ngữ trấn áp lục ly, thế nên việc này kỳ thiên ngữ có trách nhiệm nhất định. Nếu kỳ đinh đông chết rồi, khoan nói nhị trưởng lão có giết kỳ thiên ngữ hay không, chí ít cũng sẽ khiến hắn không được yên. Đám người còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không tìm được cách gì hay, thần văn do đạo thiên lão tổ bố trí, bằng vào bọn hắn làm sao có thể phá giải được gọi trưởng bối bọn hắn tới cũng chưa chắc phá giải được nữa là dừng lại đừng công kích nữa bên trong tượng linh lung đột nhiên khẽ kêu nói kỳ thiên ngữ lập tức phóng thích lục sát thần tạo nghệ thần văn của hắn rất sâu giờ chỉ có hắn mới có thể giải cứu chúng ta lục sát thần kỳ thiên ngữ hơi ngớ sau đó theo bản năng đề cao giới bị lục ly mới là tứ kiếp sơ kỳ lại trẻ như vậy, bằng chừng ấy tuổi thì có tạo nghệ thần văn mẹ gì? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy, hai người Tượng Linh Lung có thể phá giải thần văn nơi đây, giờ giả bộ thế này là nhằm tạo ra giả tượng đang gặp nguy hiểm, mục đích thực sự là muốn cứu Lục Ly. Nghĩ tới đây, Kỳ Thiên ngữ lập tức khó chịu trong lòng, thậm chí không nghĩ gì khác được nữa mà chỉ lạnh lùng đáp. "Đừng nghĩ, hắn đã bị tháp lưu ly bảy màu luyện chết, giờ đã biến thành cặn bã, không cứu được các ngươi nữa đâu." bị luyện chết. Nghe được câu này, sắc mặt tượng linh lung tức thì trầm xuống, trong lòng nàng bây giờ người duy nhất có thể cứu được mình chỉ có Lục Ly. Năm đó ở trong tiểu thế giới kỳ dị kia, Lục Ly từng chứng tỏ được tạo nghệ thần văn vô cùng lợi hại, thần văn do hàng sơn cư sĩ bố trí đều nhẹ nhàng phá mở, đến sau thần văn đạo trường do hắn bố trí ra cũng rất cường đại. Dựa vào bọn kỳ thiên ngữ, tượng linh lung trang bản không nghĩ đến khả năng này, vừa rồi bọn hắn đánh suốt hai canh giờ, nhưng thần văn ở đây vẫn chẳng có bất kỳ biến hóa nào điều này chứng tỏ chỉ dựa vào mang lực thì không phá được nàng cũng thúc giục bạch ngọc phiến kết quả không vẫn không hiệu quả còn về dựa vào kỹ xảo đi phá thần văn không phải tượng linh lung xem nhẹ đám công tử này bọn hắn thì biết gì về thần văn lục sát thần chết rồi linh lung chúng ta nên làm sao đây tâm cảnh kỳ đinh đông rõ ràng không được trầm ổn như tượng linh lung lập tức hoảng lên thất kinh nói hai chúng ta sẽ chết ở đây ư ta không muốn chết linh lung ta còn chưa một lần yêu đương sao có thể chết được tượng linh lung nghẹn lời đến cái lúc nào rồi nha đầu này còn nghĩ đâu đâu nàng trầm ngâm một lát sau đó nói hết cách rồi hiện tại lối ra chắc đã bị phong ấn người bên ngoài không vào được chúng ta đành phải tận lực chống đỡ thôi mong là bọn hắn có thể mèo mù đụng chuột chết vừa khéo phá mở được thần văn đinh đông đừng từ bỏ chúng ta phải kiên trì đến thời khắc sau cùng. Được rồi. Kỳ đinh đông lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lộ ra một ý cười thê mỹ, ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Nếu lúc này có bạch mã vương tử từ trời giáng xuống, cứu ta ra từ trong khổ nạn, ta nhất định gả cho hắn, sinh con cho hắn. Tượng Linh lung triệt để nghẹn lời, nha đầu này quá ngây thơ, cả ngày toàn nghĩ đâu đâu, nàng tưởng đây là thế giới truyện cổ tích chức nào có nhiều cố sự anh hùng cứu mỹ nữ vậy được lại nói nơi đây bị phong bế bên trong chỉ có những người này đào đâu ra anh hùng dù có anh hùng hàng lâm kỳ đinh đông còn hy vọng là công tử trẻ tuổi người trẻ tuổi sao hiểu được thần văn phía ngoài bọn kỳ thiên ngữ gấp như con kiến trên chảo lửa nhưng chẳng biết phải làm gì chỉ có hai người tiếp tục liều mệnh công kích những người còn lại thì vẫn đang nghĩ cách phá giải thần văn thời gian khoái tốc trôi đi chớp mắt lại qua hai canh giờ bên trong lục ly còn đang khắc họa mười một ký tự thần bí lúc này đã khắc được năm tự phù khắc họa rất thuận lợi tuy tương đối tốn thời gian nhưng quả thực có thể khắc vào được người bên ngoài vẫn không có bất cứ tiến triển nào rất nhiều người đã từ bỏ chỉ là ngoài mặt thì vẫn giả bộ nghĩ cách phá giải thần văn bọn hắn làm gì biết thần văn chỉ hiểu được chút gia lông mà thôi muốn phá giải thần văn của đạo thiên lão tổ nói dễ vậy sao trong lòng kỳ thiên ngữ và tượng bạch nha đã tuyệt vọng lúc này kỳ thiên ngữ mới hiểu đây không phải khổ nhục kế của tượng linh lung mà quả thật đã xảy ra chuyện bởi vì hiện tại kỳ đinh đông đã bị thương rất nặng sắp chết đến nơi bộ dạng đó tuyệt đối không phải thứ có thể ngụy trang ra được tượng bạch nha càng gấp bởi vì tượng linh lung là em gái ruột duy nhất của hắn cũng là em gái mà hắn thương yêu nhất nếu tượng linh lung chết rồi hắn sợ rằng mình sẽ điên mất Thậm chí lúc này hắn cũng đã điên rồi, toàn lực quanh lên đống phiền xích màu đen kia, đủ loại công kích luân phiên phóng thích, trong mắt toàn là hồng quang, hệt như một con giả thú bị thương. Phốt Lại hai canh giờ đi qua, tượng linh lung há mồm phun ra một bún máu tươi, nét mặt như bệnh nhân mắc trọng bệnh, hào quang bạch ngọc phiến tán phát ra rõ ràng ảm đạm đi nhiều. Phốt Cùng lúc, bởi vì hào quang bạch ngọc phiến ảm đạm, phía bên kia kỳ đinh đông bị công kích hai lần thoáng chốc khiến cho thương thế càng nặng nếu không nhờ tượng linh lung phản ứng đủ nhanh e rằng đã bị đánh bay đi vương tử của ta đâu thần chí kỳ đinh đông đã có chút không rõ nàng theo bản năng phóng thích bảo vật ngăn trở hư ảnh dị thú quanh bốn phía ùa tới miệng không ngừng lẩm bẩm tộc vương nói ta là người rất có phúc khí ta không thể chết đi dễ dàng vậy được nhất định sẽ có anh hùng cưỡi ngựa trắng từ trời giáng xuống cứu ta đi ra anh hùng của ta ngươi mau tới đây đinh đông của ngươi sắp chết rồi. Nhà đầu ngốc. Tượng Linh Lung thì thào, im ắng lắc lắc đầu, nàng là người rất lý tính, trước nay chưa từng tin tưởng mấy thứ kia. Nàng cũng một mực rất độc lập, rất nỗ lực, nàng không muốn dựa vào bất kỳ nam nhân nào, chỉ muốn dựa chính mình. Chỉ là lúc này, căng tính yếu nhược trời sinh của nữ nhân phát tác. Trong lòng nàng thật ra cũng khát vọng có một nam tử khôi ngô cường đại từ trời giáng xuống cứu mình đi ra kỳ thực trong lòng mỗi nữ nhân đều có anh hùng tình kết, đó là di chứng của việc từ nhỏ nghe nhiều cố sự mỹ nữ anh hùng. Rầm rầm rầm. Trên đầu, tháp lưu ly bảy màu vẫn một mực quanh kích, thần uy đế binh vô cùng khủng bố, phóng ra quang mang vạn trượng lóa mắt mê ly, chiếu rọi xuống, khiến cảnh tượng phía dưới trở nên huyễn lệ dị thường, đồng thời cũng khiến tinh thần nàng thêm phần hoảng hốt. A. À. Lát sau, nàng ồ lên kinh ngạc, vẻ hoảng hốt trong mắt càng đậm bởi vì nàng thấy được tòa tháp lưu ly bảy màu kia hình như đang xoay tròn, cũng không còn oanh kích đóng xiền xích màu đen, mà như là đang khiêu vũ. Nếu kỳ thiên ngữ không điên mất, sao lại khống chế tháp lưu ly bảy màu khiêu vũ giữa trời? Giờ là lúc nào rồi, sao hắn còn có thể làm như vậy? Bởi thế tinh thần tượng linh lung càng thêm hoảng hốt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, chẳng lẽ sắp phải chết thật rồi? Linh lung Lúc này kỳ đinh đông đột nhiên lên tiếng, nàng cũng ngơ ngác nhìn lên đỉnh đầu nói sao tòa tháp kia lại khiêu vũ trên đó có phải kỳ thiên ngữ điên rồi không hay là ta xuất hiện ảo giác ách tượng linh lung hơi ngớ ánh mắt bất thần tỉnh táo lại thứ nàng nhìn thấy không phải ảo giác kỳ đinh đông cũng nhìn thấy chứng tỏ tháp lưu ly bảy màu kia quả thực đang khiêu vũ trên đó nàng nhìn lại mấy lượt đột nhiên đảo mắt về phía kỳ thiên ngữ phát hiện nét mặt đối phương cũng như gặp phải quỷ lúc này trong lòng kỳ thiên ngữ còn chấn động hơn cả hai người tượng linh lung bởi vì hắn đột nhiên phát hiện linh hệ tinh thần giữa mình và tháp lưu ly bảy màu đang không ngừng giảm yếu giờ hắn đã không còn khống chế được nữa chuyện gì vậy hai mắt hắn trợn trừng đây là đế binh được hắn luyện hóa làm sao có thể mất đi khống chế rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ đế binh gặp chuyện hay là quanh đây tìm phục một tên cấp đế chính đang cường hành luyện hóa đế binh của hắn Kỳ thiên ngữ nghĩ không thông, chỉ có thể thông qua liên hệ tinh thần, cực lực khống chế tháp lưu ly bảy màu, ý đồ điều khiển tòa tháp này bay trở về. Đùa gì vậy? Đây chính là đế binh, là binh khí tộc vương bọn hắn từng sử dụng qua năm xưa, nếu mất đi, đoán chừng hắn sẽ bị phụ thân và gia gia quốc chết mất. Cái này, đám người còn lại cũng chú ý đến cảnh này, bởi vì tháp lưu ly bảy màu không ngừng bay tới bay lui, kéo ra đủ loại đường cong, muốn không dẫn người chú ý cũng khó. Chúng nhân đều nhìn về phía kỳ thiên ngữ, thấy vẻ mặt thất thần của kỳ thiên ngữ, ai nấy không khỏi kinh nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông! Rất nhanh, tất cả mọi người liền biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tháp lưu ly bảy màu đột nhiên ngừng lại giữa trời, sau đó lóe lên quang mang, một người xuất hiện bên ngoài tháp, tháp này cũng theo đó khoái tốc thu nhỏ, bay vào trong lòng bàn tay hắn. Người kia quét mắt nhìn bốn phía một lượt, sau cùng dừng ở trên mặt tràn đầy chấn kinh của kỳ thiên ngữ cười tủng tỉm nói thiên ngữ công tử ngại quá hình như ta rất có duyên với tháp lưu ly bảy màu này của ngươi sau này nó sẽ thuộc về ta lục sát thần làm sao có thể kỳ thiên ngữ kinh hô không chỉ là hắn toàn trường đều thất kinh tưởng là nhìn thấy ảo giác thậm chí rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của người này bị đế binh trấn áp không chết thì cũng thôi đằng này còn có thể luyện hóa ngược đế binh đây là chuyện hoang đường gì vậy thần binh một khi được luyện hóa trước khi xóa đi tinh thần ấn ký muốn luyện hóa ngược là điều rất khó càng đừng nói đế binh này là tháp lưu ly bảy màu là một trong những bảo vật đỉnh cấp nhất vô cùng có linh tính muốn cường hành luyện hóa gần như là điều không thể ngoài ra rất nhiều người cũng không khỏi rất bội phục đảm lượng của lục ly đế binh mà cũng dám đoạt nguyên chủ nhân đế binh lại vẫn còn sống thậm chí còn là một trong những cấp đế mạnh nhất tại tam trọng thiên một khi chọc giận luân hồi đại đế lục ly dù có chạy đến chơi trời góc bể cũng khó tránh khỏi con đường chết sao hắn làm được chứng kiến cảnh này chúng nhân vô cùng ngạc nhiên đa phần người ở đây đều biết về tháp lưu ly bảy màu đế binh này rất bá đạo tuy kỳ thiên ngữ không thể toàn lực thúc giục không thể hoàn toàn phóng thích đế uy nhưng cũng vẫn rất khủng bố lĩnh chủ bình thường bị trấn áp đều khó thoát khỏi kết cục bị luyện chết Lục Ly bị trấn áp hơn 2 năm, không chỉ không bị luyện chết, ngược lại luyện hóa luôn đế binh. Chuyện này đừng nói chúng nhân tại trường, e là truyền đi ra đều không mấy ai dám tin. Lục sát thần, ngươi dám. Kỳ thiên ngữ phẫn nộ gầm lên, tung mình tóe bắn về phía Lục Ly, đế binh bị đoạt, hắn vô cùng mất mặt, danh tiếng gia tộc ở hàng triều hải vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Về sau đây chính là sỉ nhục cả đời của hắn, sẽ là tâm ma của hắn, khiến hắn khó mà tiến bộ thêm được bởi thế hắn gần như không chút cân nhắc, gầm gào lao lên, lúc này hắn thậm chí đã không quản kỳ đinh đông, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là đoạt lại đế binh, giết chết Lục Ly. Hắc, hắc. Lục Ly cười cười, thần lực quán chú, tháp lưu ly bảy màu trong tay bất thần sáng lên quang mang vạn trượng, sau đó bay ra, đón gió biến lớn, trấn áp về phía Kỳ Thiên Ngữ. Ta chịu tội trong này mấy năm, ngươi cũng vào đây chịu tội mấy năm đi. Lục Ly cười nói. Bên kia phần đáy tháp lưu ly bảy mày hiện ra một cánh cửa, tiếp đó hấp lực cường đại truyền ra, cả người kỳ thiên ngữ bị hút vào. Tháp lưu ly bảy màu xoay tròn vài vòng, sau đó khoái tốc thu nhỏ, bay về lại trong tay lục ly. Ách! Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!